Con lab sẽ tiến hành khui thùng với một cái máy mới nguyên siêu thế này. Đây là model cụ thể là S133FXH, là nó sẽ có màu xám gray các bạn. Và tem sẽ cắt ra như thế này. Thì đây là dây nguồn. Ở đây là adapter của máy, đây là loại 125W cho nên là kích thước nó hơi to hơn bình thường. Lý do đây là dùng servo coil 7 đời mới và card đồ họa mạnh, RAM lớn và cấu hình nhiều nên cần adapter mạnh một chút. Và kế đến là đây là khoang để pin. Đây là pin 6 cell của máy. Và nó chỉ có tem vàng thế này. Và đây là hộp phụ kiện. Hộp phụ kiện thì Sony hầu như vì đã có recovery đầy đủ nguyên bản quyền và driver cho nên nó sẽ có một cái sách. Và thêm cũng như thế này, một cuốn sách khác. Cái đó là phần máy. Và đây là nhân vật chính, là máy VO F133 màu xám. Và dưới đây là tem. Và trong thùng đã hết rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khui thùng ra, khui cái máy ra. Dù là máy màu xám nhưng mà bên ngoài nó vẫn có màu hơi đen, và bên trong máy thì có màu chính xác hơn là màu bạc, và cái này nó mới là màu xám xám. Vừa rồi Sài Gòn Lab đã tiến hành khui thùng và check thêm các phụ kiện kèm theo máy. Bây giờ chúng ta sẽ check số series của máy kèm theo. Như bạn thấy trước màn hình bây giờ là số product name của nó là tên máy F133FX. Kế bên sẽ có một cái tem khác ghi đầy đủ là số product number phía bên tay trái phía trên và số series number phía bên tay phải, nhìn rất là rõ. Và bên dưới cùng là số series tag của máy. Chúng ta sẽ check số này trùng với trên thân thùng máy. Thì đây, trên thùng máy sẽ có tên đầy đủ rất là rõ ràng phía trên F133FXH, và kế đó là số block number và dưới là số serial number. Và kéo xuống dưới một tí xíu nữa sẽ có tem của chính hãng Sony ghi đầy đủ rất là cấu hình của máy. Như bạn thấy đó là dòng này dùng servo coil 7740 đời mới nhất, card GeForce đời mới 425M, bản nâng cấp mới hơn so với 330 của series F11 và series F12. Màn hình thì độ phân giải là 1600x900 chuẩn HD. RAM theo máy là 4GB và ổ cứng 500GB, kèm theo là có ổ DVD Blu-ray và Win 7 Home RAM đi ôm 6 bit bản quyền kèm theo. Bây giờ chúng ta sẽ check thêm số port number, serial number trong BIOS. Nút nguồn của máy này nó được thiết kế phía bên tay phải kèm theo cành máy. Và khi khởi động các bạn phải ấn thật là nhanh tiếng F2 để vào BIOS. Rồi, vào BIOS thì bây giờ chúng ta sẽ thấy số series của máy. Trong BIOS sẽ thấy số tên máy nè, và số block number là dãy phía bên tay trái đầu tiên các bạn đã như hồi nãy check thân thùng máy và thân máy, và số phía bên tay phải là số series number. Còn số dãy số dưới thì đó là số của Sony nó quản lý. Kế bên cạnh là sẽ có cấu hình là RAM 4GB và cứng 500GB bên trong. Và trong BIOS chúng ta chỉ check thế này thôi. Chi tiết là Rồi.